Kính thưa quý vị, Lâm đang đứng trước chùa Phật Quang. Đây là một trong những ngôi chùa đẹp nhất hiện ở thành phố Rạch Giá nè quý vị. Hôm nay là ngày mùng 4 Tết rồi. Hôm nay sẽ mời quý vị cùng Lâm tham quan cái không khí mà đi lễ chùa của bà con vào ngày mùng 4. Ở đây có rất là nhiều loại mai rất là đẹp. Đây là lịch cúng cầu An Sương Mậu Tức 2018. Đăng ký cầu an cầu siêu cúng sao nè. Chuông của chùa rất là lớn.
có rất là nhiều mai đẹp đó quý vị. Trong rất là yên tĩnh rồi. Trên đây là hội trường. Đức Trưởng Lão Hòa Thượng là Thích Thiện Nhân. Rồi, xin cảm ơn quý vị. Làm sẽ đi quay thêm vài ngôi chùa nữa. Gọi là chùa Bổ Khánh đó quý vị. Có đàn tràng dược sư Thác Châu, cầu Phật Thái Văn An. Đây là nhìn từ ở ngoài vào nữa quý vị. Có rất là nhiều đèn. Đây là phía trong chánh điện nè quý vị. Đây là phía bên phải của chùa nè quý vị.
phía xa là có Nam Nam Hải Phố Đà. Dạ. Đây là phía bên phải của chùa nè quý vị. Cái đó mình lên được một phép chị. Tết mình đi nhiều chùa không chị? Ở chùa. À dạ. Năm nào cũng đi hả chị? Ở chùa đâu? Dạ em ở đây. Wow. Chùa mới sửa lên nhìn đẹp quá. Xin cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.